Liên quan đến hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ, mấy ngày qua, những hành động đẹp đến từ chiến dịch tiếp sức mùa thi đã tạo nên dấu ấn riêng. Bên cạnh đó, sự lan tỏa của phong trào cũng rất đáng ghi nhận khi có nhiều cá nhân ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp cùng tham gia hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Dạ thì với bé Nguyễn Hoàng Trân này thì từ ngày đầu ra quân em gặp gỡ được phụ huynh của bạn thì em mới liên hệ hỗ trợ phụ huynh cần giúp đỡ. Dạ. Thì mỗi sáng thì mấy anh tụi em liên lạc với em rồi đến giờ thì em ẵm bạn lên tới phòng thi rồi đến hết giờ thì em ẵm về. Bạn bị thương vậy thì đi xe cũng hơi khó. Cũng chia nhau ra ẵm anh, tại vì một mình thì không làm ấy. Thì một bạn thì ẵm từ khu vực từ nhà cho đến cổng trường, rồi vô trường thì có một bạn khác ẵm lên trên phòng thi luôn. Thì mong muốn là do các em có thể là vượt qua kỳ thi thật tốt, đạt được nhiều kết quả cao hơn. Một hình ảnh đẹp của chiến dịch tiếp sức mùa thi năm nay khi các chiến sĩ tình nguyện thay nhau đưa em Nguyễn Quyền Trân đến trường thi, trò chuyện giúp em bớt căng thẳng, đưa em vào phòng và đón ra về sau khi kết thúc môn. Chấn thương do tai nạn trước kỳ thi đã không là cản trở được Trân nhờ vào sự hỗ trợ tận tình đó. Ngoài trường hợp đặc biệt trên, trong 4 ngày qua, điểm tiếp sức tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình cũng đã đưa rước hơn 50 lượt xe ôm, phần lớn là miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì nói sơ với ghẻ, nhưng mà tỉnh đoàn nó phát động là mỗi người một chiếc xe ôm á, là một chuyến đi là 10.000, nhưng mà bên chỗ khu tụi em á là chỉ miễn phí hết, dù gần hay xa vẫn miễn phí cho mấy bạn. Tại vì có biết là cũng hỗ trợ phần nào để bạn giúp đỡ bạn để có động lực để thi tốt hơn như kỳ thi này. Những năm trước thì mình tổ chức là mình đưa các em đi lên các tuyến trên để thi. Rồi năm nay thì ở Cà Mau mình các em thi đại học. Thì khi nhận được cái thông tin đó thì rất là vui. Thì cũng liên hệ qua với anh Luân, giám đốc của Sở Giáo dục, mới hỏi là đúng là mình có cái chương trình để giúp cơm vậy phải không? Nếu ấy thì chị Tuyết đăng ký. Hồi lúc đầu thì thật sự là không dám nhận tới 4-5 ngàn phần gì đâu, chỉ nhận có 2.000 phần thôi. Thì nhưng mà tới khi gần giờ chót á, thì nhận được cái giấy của Sở Giáo dục đưa là tới gần 5.000 phần. Gần 5.000 phần. Thì mình cũng nhận luôn. Thì coi như là tăng cường số lượng nấu. Công việc được bắt đầu từ 2 giờ sáng. Các tình nguyện viên chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng ra hộp và vận chuyển đến 7 điểm thi. Để hoàn thành trên 1.300 phần cơm phục vụ thí sinh, bếp ăn tại tổ cơm cháo từ thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau do Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức phải hoạt động liên tục. Ngoài 500 suất cơm cháo dành cho bệnh nhân nghèo mỗi ngày, trong kỳ thi năm nay, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh phối hợp với một số đơn vị hỗ trợ thêm 5.000 suất ăn cho thí sinh với tổng kinh phí trên 75 triệu đồng. Chỉ mong muốn rằng một chút xíu tấm lòng của Ban Từ thiện, mong rằng sẽ chia sẻ được với những em mà có cái điều kiện khó khăn để mà dùng cái phần cơm này. Thì đây là cái suất cơm nghĩa tình và sự mong ước của các anh chị là các em ăn được no, được khỏe và các em có được thêm một cái niềm tin ở nơi tình người với nhau. Thì các em sẽ có một cái niềm vui, mà đã vui, đã tinh thần, đã tốt rồi thì các em sẽ thi rất tốt. Những hình ảnh trên là một phần trong rất nhiều hành động đẹp tại chương trình tiếp sức mùa thi năm nay. Xe ôm giá rẻ, suất cơm nghĩa tình, nhà trọ miễn phí. Những điều ấy đang làm mùa thi 2016 thêm ý nghĩa. Từ tấm lòng đến tấm lòng, hoạt động tình nguyện đang tiếp tục giúp thí sinh thêm an tâm để các em có thể tự tin hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.